Nay em lên ổ đĩa RAR nha. Dành cho những máy tính nào mà không có ổ đĩa RAR để đọc. Thì em lên con này nha. Đây. Model này. ECDD819SU3 nha. Mời Google và thông tin cho em nha. Đó. Rồi em test nhanh luôn nha. Đọc đĩa luôn nha. Gắn USB vô trong cái máy tính. Đây. À, để mở cái thư mục trước ạ. Đi đó. DC. Rồi hiện tại là em có một cái ổ đĩa D là của cái laptop của em nha. Đây. Máy em này có ổ đĩa rồi nha. Giờ em gắn vô một cái nữa lại sẽ thêm được cái ổ đĩa nữa. Rồi. Rồi nó sẽ nhận ổ đĩa. Đây ổ đĩa này này này, đây ổ đĩa đây này nha. Rồi em mở ổ đĩa ra, em test đĩa phần mềm này trước nha. Rồi đập đập đĩa phần mềm không nha. Đó lấy ra, ok, đĩa cực kỳ đẹp. Nào để em xíu em chụp hình cái à. Em chụp hình một chút xíu nha. Em chụp hình để em làm cái hình nền đó mà. Rồi em bỏ tiếp cái đồ đĩa này vô thử đọc không nha. Bỏ vào. Ok, open. Đọc ổ đĩa đây. Đây đĩa phần mềm nha, chút nữa em tiếp luôn cái đĩa phần đĩa nghe nhạc luôn. Ok, nó nhận rồi nha. Này, nó sẽ nhận, nó sẽ hiện đây này, DVD driver rồi gì đó, thấy không? Rồi em thoát ra nha, open ra lại, open, ủa nhóm này ra đi, rồi ra đĩa, em chuyển qua đĩa CD đi. Rồi, đĩa CD y nhạc chơi. Ok. Này. Để dưới đây luôn đi. Rồi. Lên. Máy hơi cùng ý, máy tính mình hơi cùng ý, lắc treo rút. DVD nha. Đây có nhạc nè, thấy không? Nhạc lên nhạc. Được DVD luôn nha. Rồi đem bao đọc luôn cho. Ok, nói chung là nhận đĩa rồi, ok, máy còn hoạt động nghiêm chỉnh. Rồi, vậy thôi nha. Ai mua thì liên hệ em.